Trần Như Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay được phát hình và phát thanh từ Nam California. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn tất cả khán thính giả rất là nhiều. Và như thường lệ, mỗi một ngày chúng ta vẫn có chương trình thảo luận đặc biệt, chủ yếu là tìm hiểu sâu các vấn đề xung quanh chúng ta. Và trong cái chương trình thảo luận đặc biệt ngày hôm nay, quý vị, tôi có một cái bản báo cáo, tuy rằng nó chỉ mới là một chiều, nhưng ít nhất nó sẽ cho chúng ta thấy được về những gì đang xảy ra tại vùng đất dải Gaza, nơi mà phía Do Thái đã tàn phá trong thời gian qua để mà tiêu diệt tất cả những hạ tầng cơ sở của nhóm khủng bố Hamas. Quý vị, bản báo cáo này là từ ở Do Thái. Và quý vị, trong bản báo cáo này, 80% những cái người mà bị thiệt mạng ở trong cái dải Gaza mà theo báo cáo của giới y tế cho biết là thành viên trong gia đình của những kẻ Hamas. Bản tin mới nhất cho biết thì 80% những người Palestine bị thiệt mạng trong cuộc chiến kéo dài đúng một năm qua hầu hết đều là thân nhân và thành viên trong gia đình của những người ở những Hamas, tức là theo báo cáo của Channel 12 của Do Thái cho biết vào ngày Chủ nhật. Bản báo cáo này diễn ra giữa lúc mà giới truyền thông quốc tế vẫn tiếp tục đưa ra những cái tin tức liên quan tới cái cuộc chiến này và ảnh hưởng tới thường dân. Trong đó thì giới chức y tế mà Hamas điều hành cho biết là trên 41.000 người Palestine đã bị thiệt mạng trong cuộc chiến này. Và trong đó, sau khi mà xảy ra vụ thảm sát ngày 7 tây tháng 10 đúng một năm trước đây, và phía Do Thái cho biết là họ đã loại trừ được 17.000 chiến binh của Hamas. Trong khi đó thì bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc vào tháng trước cho biết và không có được xa và dựa trên những cái tin tức chưa được xác nhận của giới y tế của dải Gaza thì 51.3% những người bị thiệt mạng trong đó ở dải Gaza là phụ nữ và trẻ em. Vào đầu năm nay thì các chuyên gia nói rằng Hamas nói rằng 70% là phụ nữ và trẻ em, là con số không có thể đáng tin được và con số này là không có khả năng xảy ra. Quý vị, mặc dù đây là bản báo cáo một chiều của một cái đài truyền hình ở tại Do Thái, tức là cái đài Channel 12 tại Do Thái, cho thấy rằng là cái số lượng người chết dựa trên cái bản báo cáo của giới chức y tế Palestine dưới quyền quản trị của Hamas, trên 41.000 người Palestine đã bị thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến xảy ra đúng một năm. Đúng một năm, quý vị. Và trong đó họ nói rằng 51.3% là phụ nữ và trẻ em. Thì chúng ta cứ tạm thời căn cứ trên con số này đi. Thì quý vị, những người này là ai? Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy được cái bức tranh rõ nét hơn ở tại dải Gaza. Giống như tôi đã từng nói quý vị, năm 2005 thì Do Thái đã rút quân toàn bộ của họ ra khỏi dải Gaza, giao lại cho người Palestine tự quản trị lấy. Và người Palestine lúc đó đã thay vì bầu cho PA, tức là Palestine Authority, tức là cái chính quyền Palestine ở vùng Tây Ngoạn, họ không bầu, họ bầu cho Hamas. Và năm 2007, chính thức là Hamas quản trị toàn bộ khu vực của dải Gaza. Và kể từ khi mà Hamas quản trị dải Gaza, thay vì phát triển kinh tế và thay vì giúp cho người dân của Palestine xây dựng lại tất cả những hạ tầng cơ sở và xây dựng lại tất cả những nhà cửa để có thể phát triển kinh tế và phát triển xã hội, họ không làm. Thay vào đó, quý vị, họ lợi dụng tất cả những cái nguồn tài chính cung cấp của các quốc gia trên thế giới thông qua cái cơ quan tị nạn và hỗ trợ tị nạn cho người Palestine. Họ dùng cái đó để mà họ bắt đầu tuyên truyền và tẩy não đối với những người trẻ Palestine từ năm 2007. Và bên cạnh đó, họ xây dựng những hạ tầng cơ sở dưới lòng đất về các cái đường hầm, các cái kho chứa vũ khí, các cái nơi được xem là trú ẩn của các thành viên Hamas và cũng như là cái nơi để chỉ huy tất cả những cái lực lượng của Hamas. Họ xây dựng từ năm 2007. Và kết quả thì quý vị, tiền của các quốc gia đổ vào cái cơ quan cứu trợ tị nạn người Palestine ở tại dải Gaza, tức là UNRWA. Thì quý vị, cái cơ quan này hầu hết thành viên đều là cảm tình viên hoặc là thân nhân của những thành viên của Hamas. Có thể nói như vậy. Và quý vị thấy tuần trước một lãnh đạo của Hamas bị sát hại, một chỉ huy trưởng của Hamas bị sát hại ở tại miền nam Lebanon, lòi ra là một nhân viên của Liên Hiệp Quốc trước đây.
tức là một nhân viên cứu trợ nằm trong cái cơ quan cứu trợ tị nạn của Palestine trước đây của Liên Hiệp Quốc. Thì người này đã bị đuổi từ năm ngoái. Thì bây giờ lòi ra ông ta là chỉ huy trưởng của cái lực lượng vũ trang của Hamas mà bị sát hại ở tại miền Nam Lebanon trong lúc mà Do Thái tấn công nhóm Hezbollah. Quý vị, điều này cho chúng ta thấy rõ một cái bức tranh toàn diện ở tại dải Gaza. Thứ nhất là cái bản báo cáo 41.000 người đã bị thiệt mạng. Thì quý vị, tổng số người dân ở tại dải Gaza là 2.3 triệu người. 2.3 triệu người. Và khi mà Do Thái tấn công, họ đã thông báo trước cho người dân của Palestine là những người dân phải đi lánh nạn ở những vùng được xem là an toàn. Nhưng tại sao vẫn có người thường dân bị thiệt mạng ở đó? Bởi vì những người dân Palestine mà không đồng ý Hamas, ở trong lòng họ không dám nói ra. Tại vì Hamas khống chế toàn bộ mà quý vị. Thì quý vị, những người dân mà không thích Do Thái, cũng không thích Hamas, họ di chuyển tới những vùng an toàn để bảo vệ cho gia đình của họ. Những kẻ ở lại và hứng chịu tất cả những cái bom đạn của phía Do Thái, hầu hết là thân nhân của các thành viên của nhóm dân quân khủng bố Hamas. Họ sử dụng tất cả thân nhân của họ để làm cái lá chắn sống ở trên mặt đất. Họ núp ở dưới mặt đất. Do đó khi mà Do Thái dội bom, hành quân, thì quý vị vẫn xảy ra tình trạng mà phụ nữ và trẻ em bị chết. Bản báo cáo của Liên Hợp Quốc nói là 51.3% những người bị thiệt mạng ở dải Gaza là phụ nữ và trẻ em. Tại sao họ không đi lánh nạn? Tại sao họ không đi lánh nạn ở những nơi an toàn, ở lại chỗ đó bị dội bom đạn để bị chết? Quý vị, câu hỏi đã là câu trả lời. Tại vì tôi đã nói quý vị, năm 2007 khi Hamas nắm quyền tại dải Gaza, họ đã thực hiện cái chiến dịch Brainwash, tức là cái chiến dịch tẩy não. Họ lợi dụng tất cả những cơ sở giáo dục do cái cơ quan tị nạn người Palestine lập ra, giảng dạy về dạy học. Thì thay vì dạy học, họ nhồi nhét vào những cái tư tưởng thù hận. Tại vì những thành viên của Hamas, cảm tình viên của Hamas hay thân nhân của Hamas nằm trong cái tổ chức của Liên Hiệp Quốc. Họ sử dụng cái nguồn tiền tài trợ của các quốc gia khác thông qua cái cơ chế của Liên Hiệp Quốc để giúp cho người Palestine. Thì cái tiền đó nó được trả lương cho những kẻ này để những kẻ này thực hiện cái chiến dịch tuyên truyền tẩy não cho Hamas. Do đó tại sao tôi từng nói với quý vị là bây giờ không thể áp dụng cái gọi là một lãnh thổ hai quốc gia được. Là bởi vì cái lòng thù hận. Đó là thứ nhất. Thứ hai là quý vị, những kẻ ở lại bị thiệt mạng đều là thân nhân, vợ con, gia đình của những kẻ du kích Hamas khủng bố. Họ ở lại để làm lá chắn sống cho thân nhân của họ nằm trong tổ chức Hamas. Do đó khi mà Do Thái dội bom, khi mà Do Thái tấn công, thì họ vẫn ở lại, họ không đi. Họ ở lại, họ không đi. Họ sử dụng cái sinh mạng của họ để là trong vai trò là thường dân, để mà giảm bớt tất cả những cuộc tấn công của Do Thái nhắm vào các cái xào huyệt của Hamas. Do đó quý vị, bởi tôi nói là dân số của dải Gaza là 2.3 triệu người, 41.000 người bị thiệt mạng. Thì 41.000 người này, bây giờ bản báo cáo của phía Channel 12 của Do Thái báo cáo 80% là thân nhân của Hamas. Mặc dù đây chỉ là một cái bản báo cáo một chiều của phía Do Thái thôi, chưa có một cái bản báo cáo độc lập từ bên ngoài. Nhưng ít nhất chúng ta cũng biết được lý do tại sao thường dân bị thiệt mạng. Chúng ta cũng biết được lý do tại sao thường dân bị thiệt mạng. Trong lúc mà Do Thái lúc nào họ tấn công, họ cũng rải truyền đơn, họ gửi text, họ dùng tất cả những cái phương tiện để thông báo cho những người dân Palestine ở dải Gaza đi di tản. Và di tản trên cái hành lang an toàn mà phía Do Thái họ đưa ra. Thì quý vị, nếu như những người dân bình thường họ di tản hết ra khỏi những cái vùng chiến địa, thì làm sao có cảnh thường dân bị thiệt mạng ở trong đó? Làm sao có cảnh thường dân bị thiệt mạng trong đó? Trừ phi những người này là thân nhân của các thành viên Hamas. Phía Do Thái báo cáo trong số người bị chết 17.000 người là chiến binh của Hamas. Thì quý vị, số còn lại 17.000 trừ đi 41.000. Thì còn lại 24.000 người. 24.000 người này
là ai? Họ nói rằng là trong số 24.000 người này, 51%, 51.3% là phụ nữ và con nít, có nghĩa là vợ, con hoặc là thân nhân của thành viên Hamas. Họ ở lại để làm lá chắn sống nhằm giảm đi các cuộc tấn công của Do Thái. Đây là cái bức tranh rất rõ nét. Và đó là lý do tại sao tôi nói với quý vị là không thể nào có được một cái giải pháp gọi là một vùng lãnh thổ mà hai quốc gia ở trên đó. Bởi vì những kẻ này là những kẻ sẵn sàng tiêu diệt Do Thái và sẵn sàng sử dụng cái sinh mạng gia đình của họ, và thậm chí là họ bị ép ở lại. Họ bị ép ở lại, quý vị. Hamas đã sử dụng tất cả những thành viên của họ ép thân nhân ở lại làm lá chắn sống cho bản thân của mình. Do đó, tình trạng mà con số báo cáo của giới chức y tế ở tại dải Gaza dưới quyền điều hành của Hamas vẫn đưa ra những con số tuyên truyền này. Bây giờ thế giới nhìn vô họ chỉ thấy phụ nữ và trẻ em. Phụ nữ và trẻ em là những thường dân bị thiệt mạng trong các cuộc dội bom của Do Thái. Nhưng nếu họ chịu nhìn sâu vô, và câu hỏi đặt ra tại sao những phụ nữ và trẻ em này không đi di tản, thì họ sẽ biết được câu trả lời. Họ sẽ biết được câu trả lời lý do tại sao mà có thường dân bị thiệt mạng. Đây chính là cái cốt lõi của vấn đề. Và đây chính là điều mà ông Trump ông đã nói rằng không thể có một cái giải pháp hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ. Là bởi vì lòng thù hận. Lòng thù hận từ những người ở đây. Họ được đầu tư vào lòng thù hận. Thì quý vị cứ nghĩ đi, suốt từ 30 năm nay rồi, chứ không phải là kể từ năm 2005 đâu. Tất cả cái cuộc sống của người Palestine đều không tự mình sản xuất kinh tế, đều không tự mình làm kinh tế. Mà hầu hết họ đều sống dựa vào cái ngân sách của Liên Hiệp Quốc, lấy từ tất cả các quốc gia ở khu vực cho tới Hoa Kỳ và Âu Châu. Tức là Âu Châu, Hoa Kỳ và một số quốc gia giàu có ở Trung Đông, mỗi một năm họ tài trợ cho người Palestine thông qua cái cơ quan của Liên Hiệp Quốc là UNRWA. Và quý vị, họ sống bám vào cái ngân sách này thôi. Thay vì họ sử dụng ngân sách này để xây dựng thêm các hạ tầng cơ sở, để xây dựng các trường học, để xây dựng các cái trung tâm y tế, họ không làm. Họ dùng số tiền này, họ xây dựng những cái đường hầm. Họ xây dựng những cái đường hầm nằm dưới những cái cơ sở dân sự. Trong đó có đền thờ, bệnh viện và các cái trường học. Ở dưới đó đều là đường hầm hết. Trên danh nghĩa thì họ xây dựng cái cơ sở giáo dục. Nhưng mà xây dựng ở trên thì không được bao nhiêu. Còn tất cả dồn tiền xây dựng ở dưới. Đây là cách Hamas đã điều hành cái lãnh thổ của dải Gaza trong suốt từ năm 2007 cho tới biến cố ngày 7 tây tháng 10 năm 2023. Họ không hề sử dụng cái tiền đó để xây dựng tất cả hạ tầng cơ sở, phát triển kinh tế, phát triển xã hội. Mà họ sử dụng số tiền đó với một mục tiêu là chuẩn bị các hạ tầng cơ sở tiêu diệt Do Thái. Đây là cái bản chất của vấn đề. Mà quý vị, gần như là cái hệ thống tuyên truyền của Hamas thông qua những thành phần ẩn nấp trong những cái công ty truyền thông của thế giới, trong đó gồm luôn cả các thông tấn xã, đặc biệt là thông tấn xã AP. Thông tấn xã AP là cái nơi được xem là có rất nhiều những thành viên có cảm tình với Hamas. Những kẻ bài Do Thái đều nằm ở trong hãng thông tấn AP. Chính điều này, nó mới dẫn tới cái cục diện mà quý vị thấy là biến cố ngày 7 tây tháng 10 đã xảy ra. Họ xây dựng xong và họ bắt đầu thấy chắc chắn họ mở cuộc tấn công. Bất ngờ. Và tấn công vào một cái lễ hội âm nhạc nữa. Và họ bắn ai? Họ bắn những thường dân bình thường. Họ bắn những người tới dự lễ hội âm nhạc. Họ bắt cóc những người này, lôi về trên dải Gaza để làm con tin. Và bây giờ quý vị thấy, trên quy tắc là có 101 con tin chưa được trả tự do. Nhưng mà lực lượng IDF của Do Thái cho thấy trong 101 con tin này chết hơn phân nửa rồi. Tức là Hamas vẫn dùng xác chết để tìm một cái thỏa thuận ngưng bắn và trao đổi con tin. Dùng xác chết để đổi con tin sống. Thì quý vị, đây là một cái chế độ khủng bố tàn ác. Gọi là một nhóm khủng bố tàn ác thì đúng không? Tôi không dám gọi nó là một chế độ.
tại vì cái chế độ cai quản trị của họ không được thừa nhận trên thế giới, và cả Liên hiệp Âu Châu lẫn Hoa Kỳ vẫn xem Hamas là tổ chức khủng bố. Và đây là lý do tại sao nhiều quốc gia ở Trung Đông ủng hộ Palestine nhưng không ủng hộ cho Hamas. Họ tàn ác với chính thân nhân của họ, không ai khác hết. Chính họ tàn ác với thân nhân của họ khi phải đối đầu với kẻ thù. Thường thường quý vị, ở trong gia đình mà chúng ta bị tấn công, người chồng, người cha trong gia đình đều muốn vợ con và vợ con của mình di tản trước. Để một mình tự lo. Một mình tự lo và đối đầu với kẻ thù nếu cần thiết. Đây là cái tâm lý bình thường. Tôi nói là cái tâm lý bình thường của bất kỳ một gia đình nào trên thế giới. Khi mà ngôi làng quý vị bị tấn công, khi mà cái nơi quý vị đang sinh sống bị tấn công, thì quý vị, cái điều đầu tiên hết là phải sắp xếp cho phụ nữ và trẻ em di tản trước. Những người già di tản trước, những thanh niên ở lại để mà đối phó. Thì quý vị thấy ở Ukraine đó, khi mà Nga tấn công vào Ukraine, thì quý vị, ông Zelensky đã cho người Ukraine di tản, phụ nữ, trẻ em và người già. Còn tất cả những người trung niên, những thanh niên, tráng niên đều phải ở lại phục vụ cho đất nước. Thì cái chuyện này nó rất rất là bình thường. Và nếu họ đã di tản rồi thì tại sao họ chết trong các cuộc bom đạn của Do Thái? Quý vị, họ bị ép ở lại. Họ bị ép ở lại bởi chính thân nhân của họ để làm lá chắn sống trước cuộc tấn công của Do Thái. Bởi vì tôi mới nói quý vị, đây là sự tàn ác của Hamas. Và đó là lý do tại sao mà ông Netanyahu đã sử dụng cái biến cố thảm kịch, thảm sát ngày 7 tây tháng 10 để mở một chiến dịch toàn diện tấn công vào dải Gaza. Tại vì Hamas không thể tồn tại ở đây. Họ không còn một cái gọi là một cái tính nhân bản nào cả. Họ không những là đối xử gọi là lúc nào cũng âm thầm, lúc nào cũng muốn tiêu diệt cho Thái, mà ngay cả thân nhân của họ, họ cũng lợi dụng thân nhân làm cái lá chắn sống che chắn cho sinh mạng của bản thân mình. Thì quý vị thấy rõ ràng. Đó, tôi chỉ nói một cái cách rất bình thường thôi. Nếu trong gia đình của mình có vấn đề, phải đối diện với sự tấn công của kẻ thù, điều đầu tiên của những người đàn ông phải làm là cái gì? Tìm cách cho vợ con di tản trước. Còn mời bản thân mình không sao cả. Bản thân mình ở lại chiến đấu, ở lại tranh đấu, hay ở lại bảo vệ cho cái khu vực của mình là chuyện đương nhiên. Không ai buộc vợ con mình phải ở lại chung với mình cả. Đó là tính nhân bản của con người. Và đó là cái truyền thống từ cả mấy ngàn năm nay của một gia đình. Người đàn ông đứng mũi chịu sào tất cả mọi thứ để bảo vệ cho gia đình. Còn đằng này quý vị, mỗi lần Do Thái dội bom là phía của Hamas tuyên bố, ở phía của giới chức y tế Palestine tuyên bố, ô, chúng tôi có bao nhiêu trẻ em và phụ nữ bị chết. Vậy thì những trẻ em phụ nữ này, tại sao họ không đi di tản? Và đây là chính là cái lý do tôi nói với quý vị là sẽ không có hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ trong giai đoạn này. Mà tôi nói rằng là cần phải có một giải pháp khác. Muốn cho người Palestine có được vùng lãnh thổ phải mất một hai thập niên nữa. Là bởi vì họ không tự mình quản trị được. Họ không tự mình quản trị được cái xã hội của họ. Và họ sẽ sống nhờ vào cái sự tài trợ của các quốc gia khác. Họ không tự mình làm kinh tế. Bây giờ quý vị thấy 2.3 triệu người Palestine ở dải Gaza hầu hết là đi làm công cho những ông chủ Do Thái và những ông chủ Ả Rập. Họ không có ý định là sẽ đứng trên đôi chân của mình. Rồi cuối cùng xảy ra cuộc chiến. Thì quý vị thấy rõ, họ trở thành nạn nhân. Nhưng mà những nạn nhân thật sự, họ di tản hết. Những nạn nhân thật sự không dính líu tới Hamas, cũng không dính líu tới Do Thái, họ di tản hết. Họ bảo vệ sinh mạng cho họ, họ là những người dân bình thường. Họ di tản hết. Do Thái kêu di tản tới đâu, họ di tản tới đó. Là bởi vì họ biết được, họ cần phải bảo vệ sinh mạng của họ. Còn những kẻ mà có thân nhân là thành viên của Hamas, thì một là họ tình nguyện ở lại làm lá chắn sống. Nhưng số này thì không nhiều. Đa số bị thân nhân của họ ép buộc phải ở lại. Và kết quả họ trở thành những thường dân bị thiệt mạng trong các cuộc dội bom của Do Thái. Đây là thực tế.
Đây là thực tế mà chúng ta đang chứng kiến về cái bức tranh ở dải Gaza. Trong khi đó, quý vị, chúng ta chỉ nghe trên truyền thông quốc tế từ AP Reuters cho tới AFP, cho tới tất cả những cái công ty truyền thông, thì lúc nào cũng là phụ nữ và trẻ em. Họ không nói rõ phụ nữ trẻ em đó là ai. Họ không nói rõ. Và đây là cái lý do chính đáng mà ông Netanyahu đã cứng rắn, mặc dù bị chỉ trích là gây hại cho thường dân. Nhưng mà ông vẫn cương quyết cuộc chiến này, cho tới thắng lợi cuối cùng. Và kết quả thì quý vị thấy, một năm qua ông bị thất thế trên chính trường rất là nhiều. Bởi vì những kẻ bài Do Thái lợi dụng cái chữ phụ nữ và trẻ em để truy tố ông ta ra tòa án ICC, để buộc tội ông ta là tội ác chiến tranh. Nó dùng tới thân nhân của nó, bảo vệ cho sinh mạng của nó, và dùng thân nhân của nó để mà bắt đầu làm một cái lý do chính trị đả kích Do Thái trên chính trường quốc tế. Những bức tranh này, nếu không có người sống tại đó sẽ không hiểu. Chỉ nghe những bản báo cáo của giới chức y tế, chỉ nghe bản báo cáo của Liên Hợp Quốc thì cứ nói là nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Quý vị, đây là cái thực tế mà tôi đã nói với quý vị, là người Palestine không thể tự quản trị được cái mảnh đất của họ cho tới giai đoạn này. Ít nhất là phải 1-2 thập niên nữa. Thay đổi toàn bộ cái máu của gọi là cái hệ thống giáo dục. Đây là điều đầu tiên. Thay đổi toàn bộ hệ thống giáo dục và thúc đẩy người Palestine phải tự mình đứng ra làm ăn buôn bán để mà thực hiện cái chính sách về kinh tế. Cùng một lượt là xây dựng các hạ tầng cơ sở, và sự xây dựng này không thể giao cho người Palestine được, mà phải do những quốc gia Ả Rập hoặc là cộng đồng quốc tế giúp xây dựng, để tránh tình trạng cái tiền xây dựng này, thay vì xây dựng trường học thì nó mất 30% xây dựng trường học, 70% nó xây dựng những cái đường hầm ở dưới. Do đó quý vị, đây không thể nào mà chúng ta thực hiện cái chính sách này được, cho tới khi người Palestine thay đổi được cái ý thức hệ của họ. Không còn bị đầu tư vào thù hận, không còn bị đầu tư vào cái khái niệm là tiêu diệt Do Thái, không còn bị đầu tư vào trong cái gọi là lãnh thổ Palestine là toàn bộ lãnh thổ của Do Thái. Quý vị nên nhớ cái câu mà họ thường nói là From river to the sea, Palestine will be free. Quý vị, the sea tức là biển Địa Trung Hải, tức là từ dòng sông tới bờ biển, là người Palestine sẽ được giải phóng. Thì quý vị, bờ biển tức là bờ biển Địa Trung Hải, và river tức là dòng sông Jordan, nằm giữa biên giới của Jordan và của Do Thái. Có nghĩa là họ xem toàn bộ lãnh thổ Do Thái là lãnh thổ của họ. Chính vì vậy mà quý vị, họ được đầu tư và được tẩy não trong suốt bao nhiêu năm qua. Mấy thế hệ rồi. Và quý vị chứng kiến được cái tình hình của Trung Đông 30 năm qua không giải quyết được vấn đề. Tại vì những kẻ này, nó luôn đầu tư vào đó và nó luôn nói rằng Jerusalem là thủ đô của chúng ta. Và chính điều này dẫn tới sự bế tắc và không thực hiện được cái giải pháp hai quốc gia trên một vùng lãnh thổ. Hai quốc gia trên, họ nói cái câu này là sau khi mà Do Thái lập quốc. Còn người Do Thái, quý vị, 2000 năm nay họ bị đuổi ra khỏi mảnh đất của họ, tản mát trên khắp nơi trên thế giới. Câu chào của họ là cái gì? Trong 2000 năm qua, câu chào của người Do Thái là hẹn nhau tại Jerusalem. Quý vị, Jerusalem là mảnh đất của người Do Thái trước đây. Họ đã bị đánh tan tác, họ đã bị đẩy đi lưu vong ở khắp nơi trên thế giới trong suốt 2000 năm qua. Nếu quý vị hỏi tôi lịch sử của vùng đất này, người Do Thái đã bị chiếm đất bởi người Ả Rập và người Palestine, và họ đã bị đẩy đi lưu vong ở khắp nơi. Nhưng mà họ vẫn có giấc mơ lập lại quốc gia của họ trong suốt 2000 năm. Bởi vậy cái câu chào của họ là hẹn nhau tại Jerusalem. Thì quý vị, rõ ràng, trên lịch sử mà chúng ta coi rõ, vùng đất Jerusalem là vùng đất những người nói tiếng Hebrew, những người nói tiếng Jewish, chứ không phải là của người Palestine. Thì quý vị, năm 1948, khi Liên Hợp Quốc cho thành lập một đất nước Do Thái tại đây, thì những người Palestine chiếm đất trong suốt mấy thế hệ qua bị đẩy đi ra ngoài, phải sống lưu vong và sống tị nạn ở những quốc gia lân cận. Thì bây giờ họ muốn lập quốc lại, không ai muốn cho họ lập quốc, nhưng
Jerusalem không thuộc về họ. Jerusalem thuộc về người Do Thái trong suốt 2.000 năm rồi. Nhưng bây giờ họ bị cấy vào đầu là Jerusalem là thủ đô của họ. Cho nên họ không chịu thỏa hiệp. Họ không thành lập được quốc gia là bởi vì cái điều này. Trong suốt 30 năm qua. Đây là bức tranh thực tế của Do Thái. Của khu vực Trung Đông. Và của khu vực của mảnh đất Do Thái. Và trong đó có vùng Tây Ngàn. Có dải Gaza. Quý vị, đây chính là một trong những cái điểm then chốt mà không ai muốn giải quyết. Và người Palestine muốn lập quốc phải chấp nhận họ lập thủ đô mới. Tại vì Jerusalem chưa bao giờ thuộc về họ cả. Nhưng họ bị tẩy não, họ bị giảng dạy sai lệch lịch sử. Là Jerusalem là thủ đô của họ, chưa bao giờ có. Quý vị, đây là những gì mà nó đang xảy ra tại Trung Đông. Một bức tranh mà nhiều kẻ không muốn nhắc tới. Thứ nhất là cái nguồn gốc của mảnh đất này. Thứ hai là những phụ nữ trẻ em chết trong cuộc chiến một năm qua là ai? Không ai nhắc tới hết. Chỉ nói chữ phụ nữ và trẻ em thôi. Mà họ không nói rõ ràng những người này tại sao không đi lánh nạn, phải ở lại làm lá chắn sống và cuối cùng đã bị thiệt mạng. Câu trả lời rất rõ. Ít nhất tôi nói quý vị là cái bài nhận định của cái Channel 12 của Do Thái chưa chắc đã là chính xác. Tại vì mới chỉ là một cái bản báo cáo một chiều thôi. Nhưng ít nhất chúng ta có, từ bản báo cáo này, chúng ta đặt câu hỏi tại sao những phụ nữ trẻ em này không đi lánh nạn chiến tranh mà phải ở lại đó để rồi bị thiệt mạng. Nó đã có câu trả lời. Cảm ơn tất cả các thính giả rất là nhiều cho bài nói chuyện này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả các thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TNP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả các thính giả và chúng ta gặp lại sau. Bye bye.